81. Án tất điện đô. Nay phần kinh văn của thần chú đã được tụng rồi, tiếp theo là phần chân ngôn. Thông thường có chữ án luôn luôn dẫn đầu cho phần chân ngôn này, nên chữ án mang ý nghĩa dẫn sinh nghĩa. Tất nghĩa là thành tựu, điện đô Hán dịch là ngã giới, là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã được kiết giới thành tựu. Phạm vi kiết đại giới là 800 do tuần và trung giới là 600 do tuần. Trong phạm vi đã được kiết giới này, hành giả thường được an lạc và yên tịnh, tất cả mọi công đức đều được thành tựu và bản nguyện đều được như ý. Chẳng hạn như khi tôi đã kiết giới đạo tràng trong phạm vi địa hạn San Francisco, thì trong toàn bộ vùng này sẽ không xảy ra động đất hoặc những thiên tai khác, vì các vị hộ pháp thiện thần đều phải hộ trì cho nguyện lực của đạo tràng được thành tựu. Phạm vi và ý nghĩa kiết giới lớn làm sao? Một hạt di trần cũng rộng lớn bao la rồi, vì một hạt di trần của hành giả là bao hàm vô lượng di trần, vô lượng thế giới, và vô lượng di trần trong thế giới cũng chỉ hàm ẩn trong một di trần. Vì vậy, nếu một di trần hoại diệt thì vô lượng di trần đều hoại diệt. Một hạt di trần tồn tại thì vô lượng di trần cũng tồn tại. Đó là sự vi diệu của việc kiết giới. 82. Mạng Đà Ra. Mạng Đà Ra Hán dịch là đạo tràng, cũng dịch là pháp hội, nghĩa là đạo tràng của hành giả nhất định phải thành tựu, pháp hội của hành giả nhất định phải thành tựu. 83. Bạc Đà Gia. Bạc Đà Gia dịch là tội tâm viên mãn. Chẳng hạn như khi tôi muốn một di trần không hoại thì nó sẽ không hoại. Nếu tôi muốn tất cả các di trần không bị tan hoại thì các di trần ấy sẽ kết hợp lại với nhau. Khi tôi niệm án tất điện đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha với tâm nguyện sẽ không có nạn động đất xảy ra ở San Francisco, hoặc nếu có nạn động đất lớn thì nạn ấy biến thành nhỏ, nạn nhỏ thì biến thành không có, nhờ vậy nên không có nạn động đất, không có ai sợ hãi, thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý, toại tâm viên mãn. Nếu quý vị có niềm tin chí thành thì thấy rất là mầu nhiệm, còn nếu quý vị không tin là vì quý vị chẳng thích thú gì với những điều mầu nhiệm như trên. 84. Ta Bà Ha. Ta Bà Ha dịch là thành tựu. Thành tựu điều gì? Thành tựu mọi thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi niệm án tất điện đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Những vị khi làm lễ thế pháp xuất gia cũng trì niệm câu chú này, có nghĩa là ước nguyện việc xuất gia tu học Phật Pháp sẽ được như ý tựu thành viên mãn. Đến đây thì kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. Nay tôi cũng đã giảng hết 42 thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu hành, nay tôi không nhắc lại nữa. Năm trước, một số đệ tử có tâm nguyện được nghe giảng chú Đại Bi. Đến nay quý vị nghe giảng gần một năm, pháp hội này được xem như thành tựu viên mãn. Tôi nguyện rằng quý vị có phát tâm hành trì điều gì cũng được như ý, tất cả đều được Bạc Đà Gia Ta Bà Ha, tức là thành tựu viên mãn tâm nguyện của mình. Mỗi người có sự phát nguyện khác nhau nên sự thành tựu cũng không đồng, nhưng đều viên mãn cả. Nguyện cho tất cả Phật tử có duyên được nghe kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này đều sớm tự thành quả vị Phật, vì đây là ước nguyện của những người thâm tín chư Phật. Một khi quý vị đã chứng được quả vị Phật, tức là mọi việc đều toại tâm mãn nguyện rồi. Ha ha ha, 问什么的所和。